Chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình chuẩn bị phân để mình bón cho mấy cái cây đậu que, cho nó đậu trái. Ở đây mình có bone meal nè. Mình thường hay sử dụng cái loại bone meal này á để bón cho cây cà chua, cây ớt, dưa leo, trái su và bông hồng nữa các bạn. Bông hồng hoặc là bông thọ đó, các loại bông đó thì mình nên bón bone meal. Cái bao này 15 phao nè các bạn. Rất là nặng. Hoàn toàn là organic nè các bạn. Rất là thiên nhiên, không có phải là chất hóa học. Ở trong thành phần của cái bao bone meal này á là nó có là nitrogen nè. Là N đó. Thường thường á mình thấy chữ NPK đó các bạn, là N đó. N là nitrogen đó, người ta viết tắt đó. Khoảng 6%. Phosphor 12%, calcium 15%. Sở dĩ mình bón cái này á thì cái cây nó không có bị rụng nụ đó các bạn. Để mình lấy cái hũ nó mình múc ra cho các bạn coi nha. Rất là nhuyễn. Khi mà sử dụng cái này đó các bạn cứ yên tâm đi. Nãy mình quên nữa, củ hành, củ tỏi rồi các bạn. Mà mình bón cái này nè, củ nó to mà nó cứng lắm, nó thơm nữa. Các bạn cũng có thể bón thêm cái này nữa. Cái này để mình trồng rau gia vị á, với lại rau củ quả cũng được luôn các bạn. Cái hiệu này nè, cũng organic luôn á. Nó có mấy cái hình người ta chụp nè ha, như trái ớt, trái bắp, rồi củ hành, cà chua, cà rốt, đậu đồ các bạn đó. Mình bón cái này nè, cũng rất là tốt. Hôm nay mình bón hai thứ này. Lấy mọi thứ một chút mình rắc vào. Mình rắc vào cái gốc đó nha các bạn. Mình rắc rắc như vậy nè cho nó đậu trái. Mình rắc xung quanh cái gốc nha các bạn. Mình trồng rau củ quả ở nhà mình ăn á, cho nên mình không có sử dụng bón phân hóa học để bảo vệ an toàn cho sức khỏe ha. Các bạn có thấy không nè, cái đầu que nó ra trái đó, nó có bông nữa nè. Nãy mình ngồi mình dặm cái bụi đầu que này. Cái rắc rắc xung quanh nhìn.
có bụi hành mình cũng bón luôn cho nó. Cái mùi hành này nó cũng tốt ghê các bạn. Cái đậu que này nó cần rất là nhiều nước nha các bạn. Mình tưới càng nhiều nước thì càng tốt. Cái trái nó mới to, nó mới no tròn được. Bằng không đó, nó chút xíu à. Trồng vào lá các bạn. Bữa hổm mình trồng bằng nhánh đó. Bây giờ nó ra rất là tốt nè. Mình trồng nhiều chậu lắm. Đó, bây giờ mình sẽ rắc chút xíu vào cái gốc nó cho nó phát triển, cái lá nó mướt. Mình bóc khoảng nhúm vậy thôi. Nhúm xíu vậy nè. Khoảng một muỗng cà phê đó các bạn. Mình rắc rắc nó. Hành và lá này làm cái kiểng trong nhà rất là đẹp các bạn. Nếu mình bị ho đó, mình hái vài lá đó, mình đâm đó, mình ngậm, cắt ra rồi nấu với đường phèn hoặc là mật ong á, thì mình uống nó cũng hết ho các bạn. Nếu mà các bạn bị ho do thời tiết lạnh, mình đắp chút xíu thôi không. Bây giờ mình sẽ tưới nước vào. Mình bón phân thì mình tưới nước vào cho nó tan cái phân ra, cho nó thấm vào cái rễ đó các bạn. Trồng cái tầng và lá này cũng dễ lắm. Mình ghim xuống là nó lên nè. Thỉnh thoảng mình tưới nước cho nó. Mình tưới thường xuyên quá thì nó cũng chết. Khi nào mà mình thấy đất khô khô đó thì mình tưới cho nó. Mùa hè thì các bạn để ở ngoài cũng được. Còn bắt đầu mùa thu nó lạnh á thì các bạn đem vô trong nhà. Rồi, mình đã bón phân cho tầng và lá xong rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ lại mình bón cho cây su. Ở đây là mấy cái dây su của mình nó leo lên vàng nè các bạn. Cũng tốt lắm. Nó leo lên rất là cao. Bây giờ mình sẽ bón phân cho nó để nó đậu trái. Ở đây mình có hai loại phân ha, mình đã giới thiệu hồi nãy đó. Bây giờ mình sẽ rắc vào. Cái này là bone meal nè, bone meal cho nó đậu trái nó chắc đó các bạn. Bây giờ mình rắc nó vào cái gốc xung quanh nè, mình cho nhiều nhiều nó, mình rắc đều nó lên vậy nè các bạn, để cho cái rễ nó đủ hút hết mấy cái bone meal này vào. Để đến là mình bón cái phân này. Cái phân này để cũng để trồng cho rau củ trái đồ các bạn. Nhưng mà đặc biệt là cái lá nó tốt, cái thân nó khỏe. Còn cái bone meal thì cho cái trái nó chắc. Cho nên mình bón hai cái loại này. Mình cũng cho nó nhiều nhiều vào.
Nếu mà các bạn không có bone meal á, thì các bạn có thể lấy vỏ trứng gà đó, hoặc là vỏ tôm, xương cá, các bạn bón cho nó cũng được. Trộn trộn nó lên để mấy cái con chim, mấy con súc vật nó lại nó ăn cái bone meal, bởi vì cái bone meal nó rất là thiên nhiên. Mình bón xong rồi các bạn, cái mình phải đậy lại cho để nó lại nó môi nó ăn. Trong đất mình làm rất là tốt nè, có trùng nữa nè. Trùng nó sống được không có sao hết đó các bạn, thấy không? Cho nên cái phân này rất là thiên nhiên, nó không có bị bên mấy con trùng này luôn. Các bạn cứ yên tâm mà bón, không phải là chất hóa học. Con trùng nó sống được tức là rất là an toàn đó các bạn. Cái su này nó chịu nước lắm. Cái lúc mà nó ra bông ra trái mình phải tưới nước hạt nhiều thì nó không có bị rụng nụ. Hiện tại cái su mình đang trồng là su gan nha các bạn. Nó giòn mà nó ngọt lắm, có thể ăn sống là hay làm chai sinh tố uống cũng được nữa. Wow, trái bí này nó bự ghê các bạn. Bí vàng nè các bạn. Mày mốt nữa nó bự bằng cái bánh xe luôn á. Tại vì mình thấy người ta trồng á, nó bự bằng bánh xe, mình không biết mình trồng nó có bự bằng cái bánh xe không, nhưng mà hiện tại bây giờ mình thấy nó rất là to nè. Cái cuống nó rất là to nè. Mình trồng cái này mình chưa có bỏ phân lần nào hết các bạn. Mình chỉ gieo cái hạt xuống là nó lên như thế này nè. Cái này là cái bông bí nè. Nó rất là đắng. Mình lấy cái nhụy ra rồi mà mình ăn nó vẫn còn đắng đó các bạn. Chắc nó dính vậy hay sao á. Hổm mình hái cái đọt bí để mình luộc mình ăn á, cái đọt thì ăn rất là ngon, ăn rất tốt cho sức khỏe. Sẵn cái mình tiếc á, cái mình thấy mấy cái bông này nó đẹp quá đó, cái mình lật vô cái mình luộc chung vô luôn á, trời nó đắng dễ sợ đắng luôn các bạn. Mẹ mình với biểu mình á thì lấy cái nhị ra thì hết đắng, nhưng mà mình lấy cái nhị ra rồi mình nó cũng còn đắng nữa, mình tởn luôn, mình không dám ăn cái bông bí nữa. Trái của nó nè, trái còn nhỏ nè. Cái trái này cũng hơi to to rồi đó. Rồi bây giờ nó cũng tiếp tục nó ra nữa nè, có chừng luôn các bạn. Hái mỗi ngày luôn á. Còn cái trái này to rồi, mình để giống. Mỗi ngày là mà nó vẫn tiếp tục nó ra đó các bạn. Công nhận cái loại dưa leo này nó lâu tàn. Cái dưa leo trái ngắn này nó lâu tàn lắm. Còn cái loại mà trái dài thì nó mau tàn. Quá chừng luôn. Ăn đâu có hết. Đây zucchini nè, nhiều chưa, quá chừng luôn nè. Nó ra trái nè các bạn thấy không, nó nằm sát cái đất luôn nữa. Trồng cái loại bí này sướng, cũng ít tốn công chăm sóc lắm. Cái zucchini này ăn rất là bổ nha các bạn. Có nhiều chất sắt lắm, folate nữa. Mình bây giờ mình ngắt bớt cái bông đực nữa nè. Ngắt cho nó kích thích nó ra bông cái.
Nè, nó dài thòn thòn nè, các bạn có thấy không? Nó còn nhỏ, non đó các bạn. Cái trái này nó còn non đó các bạn. Mấy mốt nữa nó bự nữa. Ở đây cũng có mấy trái nhỏ 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 nữa nè. Trồng cái này rất là dễ các bạn ơi. Các bạn nào không biết trồng, bỏ cái hột xuống nó cũng lên. Cái này là đậu que nè. Đậu que hồi nãy mình cũng phân đó các bạn. Có trái nè. Trái nhỏ nhỏ nhiều lắm. Trái dưa leo của Hàn Quốc nè. Hôm nay mình hái cũng 5-6 trái rồi đó. Nó dài vậy nè, nó trắng trắng vậy nè các bạn. Ăn nó rất là giòn. Nó dắt lên đây trái nữa nè. Còn dưa leo nữa. Dưa leo rất là dễ trồng các bạn ơi. Nó ra đùm đùm ở trong này luôn nè. Trái to các bạn thấy không? Trong này có một em nữa nè. Mà bây giờ nó già rồi. Mình đã giống luôn. Dưa leo này nó rất là giòn. Năm sau mình không có trồng dưa leo dài nữa. Mình cũng có trồng một hai dây dưa leo dài. Nó cũng có trái nhiều lắm. Nhưng mà mình không có thích ăn gì nữa. Mình thích ăn cái loại ngắn ngắn nó giòn.